chào các bác anh chị. Mình đang đứng tại vườn nhà với lại những cái luống hành, mình tạm gọi là cái luống hành, hành hoa, hành thơm. Thường thì cái hành hoa này cũng rất cần dùng vào những cái bữa ăn trong gia đình. Chính vì thế thì hôm nay mình đây sẽ chia sẻ cái clip nhỏ ngắn để cho cô bác anh chị biết thêm thông tin về cái cách trồng cái cây hành hoa từ củ, rất là dễ trồng và đơn giản. Chỉ một cái túi hành cô bác anh chị mua về và mình dâm xuống để cho nó mọc lên thôi. Nhưng mà cái cách của Vinh chia sẻ thì khi mà cô bác anh chị trồng, làm sao để cho nó mọc lên được rất là nhiều cái nhánh và thậm chí là nó không bị đổ rạp xuống. Với cây hành cây tỏi thì dễ một chút, bởi vì là mình chỉ cần dùng lại cái đất cũ. Cái đất cũ của năm ngoái mình trồng qua bằng cái hình thức cái chậu gỗ như thế này, để nguyên. Mình sẽ xới tơi đất ra và trộn thêm một chút phân động vật, phân gà. Tất cả những cái phân đã qua sơ chế mình trộn thêm vào cái đất để cho nó có cái độ dinh dưỡng khi mà mình trồng cây hành. Nếu mà ít đất thì mình cho thêm một chút vào để cho nó đầy. Toàn bộ là bằng cái đất cũ tận dụng lại của năm trước. Và đây là một túi hành giống, thường là hành khô. Nếu mà như ở Việt Nam mình thì khi thu hoạch hành xong mọi người sẽ phơi khô đi và sẽ giấu vào trong gác bếp hoặc là những cái đống rơm, đống rạ để cho qua mùa đông. Sang năm, khi mà cái củ hành mà nó chưa mọc mầm, nó chưa phát triển, thường một số cô bác anh chị mà không để ý ra thì mình cứ để như thế này, mình dâm xuống đất. Tất nhiên nó cũng lên và nó phát triển, nhưng mà nó rất là chậm và lâu. Cái cách của mình là đơn giản thôi. Những cái củ hành mà nó còn nguyên như thế này, chưa lẩy mầm, hoặc là đã lẩy mầm, thì cô bác anh chị tốt nhất là mình dùng dao, mình phải cắt cái đầu lúm nó ra. Không phải là cắt đoạn đầu gốc nhé. Đầu gốc này là để lại. Và cái đầu phía trên này mình sẽ cắt nó ra một cái lúm như thế này. Phải cắt như thế này thì sau khi mình trồng xuống dưới đất thì cái củ hành nó mọc lên rất là nhiều nhánh. Nếu mà cô bác anh chị không cắt thì cái củ hành khi mà nó mọc nó chỉ được có một vài nhánh vẻn vẹn và nó trụm lại. Nó không được ra nhiều nhánh như khi mà mình cắt cái củ hành này ra trước khi mình trồng. Rất là đơn giản, chỉ có mỗi thế thôi. Nhiều cô bác anh chị không để ý ra thì mình cứ để nguyên cả củ mình dâm xuống. Để nguyên cả củ mình dâm xuống thì nó cũng lên, nhưng mà cái phát triển của nó vừa chậm mà vừa không hiệu quả được nhiều khi mà mình trồng hành tại vườn hoặc là tại thùng chậu, bất cứ một chỗ nào. Cây hành này rất là dễ để cho mọi người trồng. Mình có thể mình trồng xong mình để vào thùng chậu, để trong nhà hoặc là cửa sổ. Quá trình phát triển của cây hành nó rất là nhanh. Và khi trồng cái thời tiết cái giống hành tỏi thì nó rất hợp để cho cô bác anh chị trồng vào tháng 10 và tháng giêng, cho cái thời tiết mùa xuân trước khi mùa hè thì nó dễ phát triển mà nó nhanh hơn. Chỉ cần một chút như thế này thôi là mình sẽ có cái cây hành ăn bất cứ một lúc nào khi nấu tại gia. Đất cũ trộn lại và chỉ cần sau đó khi mà cây hành nó phát triển, mình chỉ cần chăm nước, tưới một chút thức ăn để cho cái cây hành nó phát triển nhanh. Sau
sau khi cái đầu hành mình cắt để mà mình trồng xuống đất như thế này thì cái quá trình nó phát triển lên nó rất là nhiều nhánh và nó nhanh hơn. Chỉ một thời gian ngắn thôi, cái giống hành hoặc tỏi nó sẽ ưa thời tiết hơi se se lạnh cũng không sao. Thường những cái giống này thì mình trồng về mùa thu và mùa đông. Và bây giờ cây nó đang phát triển lên như thế này rất là nhanh, chỉ trong vòng một vài tuần thôi là mình có thể mình ăn được. Chỉ một cái nhánh hành mình dâm xuống với cái hình thức của anh chị cắt cái đầu hành ra thì nó mọc lên rất là nhiều nhánh. Nếu mình cứ để nguyên cả củ mình dâm xuống thì có thể nó chỉ chòi lên được một cái mầm thôi, nó không phát ra được nhiều nhánh. Và cái cách khi mà cô anh chị trồng sâu xuống dưới đất một chút thì gần như là nó không bị đổ rạp xuống khi mà cái cây hành nó phát triển và đang trong lúc trưởng thành. Mình trồng sâu dưới đất thì củ nó cũng to hơn, mập hơn và thậm chí nó không bị đổ khi mà có gió to. Trong cái đất trồng đây thì nó mọc lên được tất cả những cái cây hạt của năm ngoái. Khi mà nó rơi vãi xuống, thời tiết nó nắng ấm nó mọc lên. Cải song rồi những cái cây tía tô, kinh giới. Vài thanh gỗ bỏ đi, mình có thể mình thiết kế nên được một cái khung đỡ phải đi vứt rác, để trồng hành, trồng húng hoặc là trồng những cái cây rau thơm cũng nhìn nó cũng rất là bắt mắt. Với cái cây hành lá, hành hoa này thì gần như là cái món ăn Việt gì thì cô bác anh chị cũng cần sử dụng đến vào các cái bữa ăn. Nó không phải là món ăn rau nhiều nhưng mà đôi khi trong vườn mình cần phải có một vài triệu hành. Chính vì thế thì mình đã làm cái clip để chia sẻ tới cộng đồng để tham khảo thêm về tất cả các cái loại rau Việt mình trồng như thế nào để cho nó nhàn, đơn giản, hiệu quả cao và không phải mất công chăm bón nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm theo dõi kênh và mình sẽ chia sẻ tới những cái clip kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.